Chào các bạn. Nhiều thông tin trên mạng Internet và tin đồn lan truyền trong dân gian về một loại rắn tại Việt Nam có kích thước nhỏ bằng cây đũa nhưng lại có thể cắn chết người. Hả? Vậy sự thật về tin đồn này là gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu video sau đây của chúng tôi. Tại một số tỉnh thành ở Việt Nam thường lan truyền tin đồn về một loài rắn có kích thước rất bé nhỏ nhưng sở hữu nọc độc cực kỳ nguy hiểm. Loài rắn này có đặc điểm nhận dạng giống với giun đất, nhưng lớp da bóng và dài hơn. Dựa vào mô tả của loài rắn có trong tin đồn, không quá khó để nhận ra con vật được nhắc đến chính là rắn giun. Tìm kiếm thông tin về loài rắn giun trên Internet và mạng xã hội, nhiều người cũng nhận được những câu trả lời cho rằng đây là loài rắn cực độc và có khả năng cắn chết người. Oh my God. Tại Việt Nam có ghi nhận sự tồn tại của 5 loài rắn giun, nhưng phổ biến nhất trong đó là loài rắn giun thường. Đặc điểm chung của các loài rắn giun đó là có kích thước nhỏ với hình dạng bên ngoài giống giun đất. Đây cũng chính là nguồn gốc tên gọi của loài rắn này. Rắn giun là một loài rắn đầy đủ đặc điểm sinh học của rắn như có xương sống, có vảy, sử dụng lưỡi để định hướng, xác định con mồi. Các loài rắn giun thường có màu đồng nhất, lưng đen bóng hoặc nâu sáng, với bụng sáng màu hơn. Một số loài rắn giun có màu sắc phân biệt rõ giữa phần lưng và bụng. Rắn giun là loài rắn nhỏ nhất thế giới, khi trưởng thành cũng chỉ dài tối đa 20cm, khiến chúng trông giống với giun đất. Rắn giun có phần đầu thun tròn, đầu không phân biệt với thân, phần đuôi thun hoặc có chóp nhọn, lưỡi nhỏ màu trắng. Loài rắn này có đôi mắt rất nhỏ, chỉ như hai dấu chấm trên đầu và hầu như không có tác dụng để quan sát. Do vậy, rắn giun còn có tên gọi là rắn mù. Mắt của loài rắn này không thể tạo ra hình ảnh, nhưng có thể giúp chúng phản ứng với cường độ ánh sáng, từ đó phân biệt được môi trường xung quanh. Rắn giun thường sống chui rúc dưới mặt đất, trong các đống đổ nát hoặc trong các thân cây mục. Loài này hoạt động mạnh vào mùa mưa, nhưng sẽ vùi sâu trong đất khi mùa đông đến. Vào mùa hè, rắn giun cũng chui sâu trong đất để tránh nhiệt độ cao. Thức ăn của rắn giun là kiến, mối, ấu trùng của các loài côn trùng. Rắn giun là loài rắn sinh sản đơn tính, tất cả các cá thể đều là con cái, có khả năng đẻ trứng mà không cần thụ tinh. Rắn giun là loài phân bố rộng trên toàn cầu, bao gồm châu Á, châu Phi và vùng Trung Đông, khu vực Mexico đến Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, rắn giun cũng được phân bố rộng trên khắp cả nước. Trên thực tế, rắn giun không phải là loài rắn hiếm gặp, nhưng do chúng thường chui rúc dưới đất và ít khi bò ra ngoài để kiếm ăn. Bên cạnh đó, hình dáng của chúng trông giống với giun đất nên nhiều người nhầm lẫn và không nhận ra đây là một loài rắn. Vậy sự thật về tin đồn rắn giun cực độc và cắn chết người là như thế nào? Đây là một tin đồn thất thiệt và trên thực tế rắn giun không sở hữu nọc độc. Như vậy, tin đồn về rắn nhỏ như cây đũa và sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người là hoàn toàn không có thật. Do có kích thước nhỏ, rắn giun rất hiền lành và nhút nhát, luôn tìm cách bỏ trốn khi gặp nguy hiểm. Khi bị đe dọa, loài rắn này có thể phát ra mùi khó chịu để tự vệ. Hả? Giờ đây bạn có thể an tâm nếu bắt gặp rắn giun và có thể bỏ mặc chúng hoặc tìm cách di dời đi nơi khác nếu những con rắn giun này bò vào nhà.